Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhân ngày khai giảng năm học mới, Quỳ Kim Sơn có viết một bài thơ với tựa đề Bài ca tặng cháu, và để kỷ niệm ngày đầu tiên cháu đi học, Quỳ Kim Sơn lại ngẫu hứng và hát, do đó được nhạc sĩ Đình Thậm thấu hiểu được những cái nốt nhạc nhạc múa lung tung của Quỳ Kim Sơn, nên nhạc sĩ đã mang về hệ thống lại, rồi minh họa và tô son điểm phấn, nên đã trở thành một bài hát tặng cháu thật dễ thương. Nhạc sĩ còn hát tặng cho các cháu nữa. Nguyễn Kim Sơn rất rất là cảm ơn nhạc sĩ đã giúp cho Nguyễn Kim Sơn thỏa nguyện được ước mơ của mình, và xin chúc cho nhạc sĩ cùng gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Và nhân đây xin gửi đến tất cả quý thầy cô và các cháu yêu quý một lời chúc năm học mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, và nhất là thật bình an, thực hiện 5K để vượt qua đại dịch Covid đang hoành hành trên đất nước của chúng ta và cả thế giới. Xin chúc cho các cháu thật ngoan, chăm chỉ học tập, học cho thật tốt và biết lời thầy cô giảng dạy. Chúc cho năm học mới thành công tốt đẹp. Và bà Nguyệt xin hát tặng cho các cháu cùng mọi người cùng nghe cho vui nhé. Chuông báo thức mau mau, cháu ơi dậy đi nào, áo đèn đầy cho nhé, mẹ bím tóc thật xinh, chọn cho con đôi dép và chiếc cặp mới tinh. Ngày đầu tiên đến lớp, bước chân con ngây ngùng, nụ cười còn bẽn lẽn, bạn bè chưa thân quen. Mẹ cầm tay khẽ khẽ, ba dặn thêm đôi lời, cố lên ngoan cho nhé. Bên cô giáo dịu hiền, nắng sân trường im bóng, ơi cháu bà xinh xinh. Nắng sân trường im bóng, ơi cháu bà lùng